Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lệ Dĩnh lập kỷ lục, trở thành nghệ sĩ đầu tiên làm được điều này tại showbiz. Triệu Lệ Dĩnh ghi tên mình vào lịch sử làng giải trí Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh có thể xem là tấm gương sáng trong làng vượt khó tại showbiz. Lúc mới dấn thân vào làng giải trí, cô chỉ là một thiếu nữ nông thôn nghèo khó, không chỗ dựa, không được coi trọng. Thời điểm đó, nhan sắc của nàng Tiểu Hoa cũng khá bình thường, không hề được đánh giá cao. Lăn lộn hơn một thập kỷ trong nghề, Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại đã hoàn toàn lột xác, trở thành sao nữ hạng A, định lưu, khó ai thay thế. Một vài năm trở lại đây, sau khi xác định rõ hướng phát triển, sự nghiệp danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh lại càng thăng hoa, thậm chí so với các tiểu hoa cùng lứa khác còn có phần nổi bật hơn. Theo số liệu thống kê mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên tại showbiz đạt 120 tỷ lượt xem trên nền tảng Douyin, một con số hết sức ấn tượng. Cách đây vài ngày trước, sự kiện Triệu Lệ Dĩnh, ngôi sao duy nhất trong dàn định lưu Hoa ngữ, được chọn làm thành viên mới trong ban hội đồng thứ bảy của Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc, chung mâm với một số diễn viên thuộc phái thực lực như Ân Đào, Lôi Gia Âm, khiến netizen và fan vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy tự hào về thần tượng. Được biết, Hiệp hội được tổ chức 5 năm một lần, để tham gia vào hội phải đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu, quy định đã đề ra. Triệu Lệ Dĩnh đang đi từng bước tương đối chắc chắn trên con đường truyền hình của bản thân. Hai bộ phim thuộc thể loại chính kịch do nữ diễn viên đóng là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ đi lên sóng, nhận được phản hồi đầy tích cực từ khán giả. Không chỉ vậy, vai diễn Hứa Bán Hạ, phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh còn lọt vào top đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Tuy bà mẹ một con chưa thể chinh phục thành công chiếc cúp danh giá này, nhưng đây cũng sẽ là động lực để Triệu Lệ Dĩnh hoàn thiện hơn nữa kỹ thuật diễn xuất của bản thân, vươn lên hàng thực lực. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.